Rồi, chào buổi sáng cả nhà. Xin chào cả nhà. Sáng nay đi chợ mình có chuẩn bị được ít mắm linh nè cả nhà. Trưa nay thì mình sẽ làm mắm chân với lại thịt bằm nha. Đi sáng mình mua được nửa ký thịt này, kêu bằng thịt nách nè cả nhà. Thịt này thì nó có nạc, có mỡ thì mình bằm nó ngon hơn. Đây có mấy cục sườn thì hồi mình kho cho bé Vi, tại bé Vi không có ăn mắm được á. Đây có được 300 gram mắm linh nè. Rồi hột vịt. Rau ăn kèm thì mình có được ăn mớ rau má nè. Rồi nãy ra cắt được mớ diếp cá, rồi hái mớ đậu rồng, hai mấy trái chuối chát nữa, thêm mấy cọng rau muống với ít dưa leo. Còn này là ngò ôm. Đang giờ mẹ thịt này thì giờ mình sẽ bằm trước nha. Thường thường ở nhà mình chưng mắm thì mình không có mua thịt người ta xay ở ngoài sẵn, mình mua về nhà mình bằm vậy nè. Mình bằm nó còn cái sớ mà nó to to, cả nhà mình ăn nó mới ngon. Còn thịt ngoài chợ người ta xay nhuyễn rồi, gấp nó không còn cái độ dai dai béo béo nữa. Rồi, xin chào cả nhà. Giờ mắm mình chưng làm xong trơn này, bây giờ mình làm hột vịt với đem nếm vô hành tiêu rồi vô cho nó thơm. Ớt. Giờ đập hột vịt. Thịt với mắm thì cha cũng bằm xong rồi. Giờ mình cho hột vịt vô nè, mình quậy cho nó đều. Mắm nó mặn sẵn rồi, giờ mình chỉ nêm đường thôi, mình không có nêm cái gì khác. Hột vịt này mua ngoài chợ là nó cũng nhỏ nhỏ chứ nó không có bự bằng hột vịt của cô Sáu. Vịt cô Sáu cho ăn lúa là nè, cái trồng nào trồng đấy nó trẻ mà nó đỏ tươi rồi cả nhà. Rồi giờ mình để tiêu vô. Cái này giống lên. Tiêu với đường. Mình có mắm chưng á, mình để tiêu nhiều với hành nhiều vậy nè, nó mới thơm. Tiêu, hành. Lấy trường số hồi để trên. Nè, món này chắc hết nồi cơm cả nhà. Tại lâu lắm rồi không ăn mắm chưng nè. Đường. Nay cũng thèm mà sẵn ở nhà cũng có ít rau đó. Mình ra mình mua thêm mớ nữa về cái mình chưng mắm mình ăn. Mắm linh này ở bên cô Tám Gạo bán rất là ngon luôn. Nó thơm dữ lắm. Nhiều người ta chưng á, người ta không có bằm, cả nhà người ta nấu, người ta lọc cái nước á, ta bỏ cái xương, nhiều khi người ta ăn lợn cợn không có được á. Mình ướp gia vị vô mắm xong rồi, giờ mình cho hành nè, mình cho ớt rồi mặt, bắt đầu mình đem chưng. Còn ba cái trứng kia thì hồi gần chín á, mình sẽ cho lên mặt để cho nó có cái màu đẹp. Bữa nay thì mình sẽ nấu bếp ở trong cả nhà. Ở ngoài kia gió quá chừng luôn, sợ hấp cái nó lâu. Giờ mắm mới chín rồi nè cả nhà, giờ mình để cầm gỗ lên cho nó coi nó đẹp qua cái tô mắm. Giờ mình hấp chừng 5 phút nữa chắc nó chín rồi hả cha. Có ba cái trồng đỏ mà nó lên màu đẹp dễ sợ nữa cả nhà. Mắm là phải có cái lòng đỏ để vậy nè, cái tô mắm của mình nó mới đẹp. Cho hành, cho ớt, cho tiêu vô thì theo khẩu vị mỗi người. Ôi, mắm đẹp ghê không nè. Lên nãy có thêm cái trứng hột gà lên cái màu đẹp dễ sợ luôn nè. Bữa nay đi chợ cái mua được 300 gram mắm linh cả nhà, viên ít thịt bằm nè. Cái về cái mẹ làm mắm chưng thịt bằm với lại hột vịt thì mình có ít rau nè mình ăn kèm. Đây cá này thì hồi sáng cha mới đặt mấy cái 12 cửa ngục nè, được mớ tép với mớ cá. Mớ tép thì mình cất mình lấy dành này, còn cá thì mình kho khô. Đây có một ít sườn cái mình ra mặn cho bé Vi nè. Có tô nước cơm mình ăn luôn. Rồi mời cả nhà ăn cơm gia đình luôn. Mời bà cha mẹ ăn cơm luôn. Đấy. Chúc mừng đó, 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 đó của con đó, đúng không các bé? Chích thử cục mắm rồi. Thật cái mình bằm nó hơi dập dập là được rồi. Mình bằm không có nhuyễn. Đây. Ngon quá. Biết là rồng Vi là có rồng rồi Vi, rồng của nhà mình rồi Vi. Cứ chát vô. Đây là lao mà bác. Là mức chừng ngon quá. Đồ gọng ngoại tầm đó Vi. Dạ.
đồ gồng này, đồ gồng cái bọn gì không phải tứ quý mày ha. Ừ. Sao buổi xưa. Ừ. Ăn mắm là ăn rau gì gì mới ngon. Túi ăn được. Ngon quá. Hử? Thật nó ngon quá. Ngon quá hả? Quay làm cho viên á. Mắm linh này cũng ngon thơm cơ mà. Ừ, mắm thiệt ngon, hôm qua cũng bằm ngon rồi. Nó mắm đinh là nhìn do màu vàng á, ai mà hít màu vàng là nhìn đẹp lắm. Ừ. Ôi, chào cả nhà, chào bà con. Mắm mà nó ụt dịch cái nó béo kìa. Rồi mời cả nhà nha, mời bà con dùng cơm. Thấy hành, ớt, tiêu rồi vô. Tiêu không nhiều. Tiêu ớt ngon. Cá đi. Hả? Cá. Ừ. Ngoài bếp con ăn dưa bào, ngoài bào cho con đi ngoại luôn á. Còn mình muốn con này. Uống nhỏ hả? À, cứ làm sao mình đau đầu rồi đấy. Ăn gì đây với ngoại hả? Dạ. Người ra này ăn mỏng nó ngon. Ừ. Ủa? Sắc bớt vô ôm mà, quá thật nhiều. Ừ. Để già hết uổng. Định trồng một chậu hả, hai ba thứ mà không được. Nãy bò ra cái dập bên kia chưa. Ừ. Chịu không được. Cái chậu tím thấy đâu tốt ha. À. Tím nó giống như dành là thuốc mà. Nó rắn vậy. Hả? Chua hả? Thấy tím này đâu. Nó ngoài ra nước dừa. Nè con thấy đồ gầm rồi Vy. Đất bên đất con thấy đồ gầm kìa. Còn hả? À, mắm nhưng mà nhìn cái chảo cá kho thấy thèm quá nha. Con này cá lồng tông sáng tươi xanh rồi mà. Con bị chán rồi. Ừ. Ngon quá. Nghe ngọt không? Mềm mà. Mềm. Lâu hơn nó không có cái cứng. Đâu gầm. Đâu gầm, đâu gầm. Đâu gầm chưa? Đâu gầm, đây là của con. Đâu gầm thì nó ăn ngon hơn là gầm tứ quý nè. Thử coi chứ ăn. Ủa trời, mẹ đi làm cái cây cước định trên lại chưa? Cha làm rồi mẹ chưa. À. Hình như là mẹ nhặt chơi đi luôn phải không? Ừ. Bữa làm cũng nhanh không cha? Nhanh mà đường đi sớm đi làm chút à. Mẹ biết mà tại sao mà nhà nước giờ bắt làm vậy không? Mẹ hiểu không? Cha mẹ hiểu không? Có tội phạm gì nó bắt dễ. Thì đó cũng đúng một phần. Có nghĩa là bây giờ cho đến căn cước đó là nhà nước có thể là kiểm tra mẹ bất cứ lúc nào. Giả sử nó có tình nghi thì đúng là tội phạm. Thứ hai nữa là tài sản bao nhiêu là định danh trên đó người ta biết hết trơn. Ừ. Nhà, đất, xe, cộ, các cả các cái tài sản của mẹ là đều nhà nước kiểm tra ra trên cái căn cước đó hoặc là công an.
có trách nhiệm mà ấy này kia là người ta biết hết trơn. Cho nên là bây giờ những cái ông quan mà tham ô này kia là chết hết. Còn nghe có một anh này bên bất động sản nói là qua năm sau thì những cái tài sản bẩn á, có nghĩa là tài sản mà dạng như tham ô hay này kia đó, nhà đất và các thứ này kia là họ sẽ bán ra hết. Họ không có dám để mà đứng tên nữa. Tất cả cái luôn. Bây giờ là có nghĩa là định danh như vậy là mẹ không có chạy khỏi đâu đó. Ví dụ như bây giờ là mẹ làm ngành hàng đó thì bây giờ là nhà nước sẽ biết mẹ làm sao là kia là biết hết. Buôn bán ma túy hoặc là tầm bậy bạ hay làm bất cứ gì. Nó vô đó nó kiểm tra cái là biết. Nước đổi nguồn lực ra cái trụ luôn, lực đổi thay đổi. Cái này á, thật ra là nó cũng theo bên nước ngoài, bên cái thứ phát triển á, dần ta theo cái hướng đó. Cho nên là tôi vô tôi mò cái là tao biết hết. Cái khối tài sản của mẹ bao nhiêu là kia tao biết hết. Xe cộ hay là bất cứ cái gì mà mẹ đứng tên đó ha, là nó hiển thị trên đó trơn. Cho nên giờ là không có chạy đâu khỏi rồi. Thì năm sau và năm sau nữa thì những cái người mà có tiền sạch á thì người ta sẽ thu mua vô những cái tài sản mà ngọc hoặc là tài sản mà những cái người ta bán rẻ lại đó. Ta sẽ thu mua lại. Thì xã hội này dần dần sẽ cân bằng lại. Nói chung là bớt tham nhũng với lại bớt này kia nhiều lắm. Nhiều cái nó có lợi lắm. Để trong đó mà. Dạ. Đưa cái. Giống như là mấy ổng làm vậy, giống như là lập lại cái trật tự lại đó. Bây giờ mà mấy ông nào mà ăn hối lộ hoặc là tài sản nhiều là mấy ổng là phải gửi hoặc là nhờ con cái hoặc là gia đình á, xong người thân này kia là đứng tên giùm, chứ mấy ổng đâu dám đứng tên. Chia chác ra hết, chia trẻ ra đó. Chia trẻ phân tán từ từ đó. Thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng là hối lộ. Tránh được hiện tượng là này kia đâu, nhiều lắm. Nói chung là xã hội sẽ an toàn lại, xã hội sẽ lập lại cái kỷ cương mới. Thầy cho con cái giá mẹ. Người ta mới làm vậy chứ đâu phải khơi khơi mà làm vậy. Mà thấy được rồi, làm một chứng minh danh một lần. Gắn chip. Rồi giờ định danh một lần nữa. Thì nay mai tài sản xe cổ các thứ này kia là nó tích hợp ở trong cái căn cước công dân hết. Giờ bảo hiểm sạch căn cước luôn. Nói chung là ai cũng vậy, giờ tất tật là bây cho nên là mới bỏ hộ khẩu đó. Cho nên giờ người ta mới bỏ hộ khẩu. Chỉ cần một cái căn cước công dân là biết hết tất cả người đó như thế nào. Dạ. Ăn mắm vô cái có chén cơm thôi. Quá ngon luôn. Ăn mắm này mà không có nước cơm thôi rồi. Tiêu. Này còn như đây chiều ăn được rồi. Với chảo cá nè, chảo cá này chiều ăn. Đây mày chan cho. Còn béo nữa. Cơm ở cái nấu có lá dứa cho cái nó uống nó thơm. Đúng rồi, bỏ lá dứa cho nó thơm. Mày nấu cơm cũng vậy, bỏ lá dứa cho nó thơm. Có, bỏ sẵn rồi. Lá dứa mình nó sau này hè trước quá trời luôn mà. Mày càng cắt chứ nó càng lên à. Chứ mày không cắt cái nó mày nó bứt một bọt bự vậy, cái để một bữa đó lá nó tươi xanh. Thôi chưa Vi. Hai mẹ ăn hai chén ăn mắm mà chừng là ăn hai chén rồi nè. Mắm hết cơm. Là cơm luôn. Mắm là hết là cơm. Chiều nay học môn gì? Dạ luyện tiếng Việt chứ hoạt động trải nghiệm. Học có hai môn hả? Ba môn chứ? Ba môn. Sáng là tập thể dục hả? Chỉ tối nữa mà đúng không? Không, là lớp trưởng. Lớp trưởng thể dục hả? Ừ. Vậy. Rồi bữa cơm cũng dùng xong nữa cả nhà. Bữa cơm đơn giản mà rất là ngon. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.